Thân anh linh của các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống cho tổ quốc Việt Nam vì lý tưởng chống cộng sản, cùng hương linh của đồng bào đã tuẫn nạn nơi biển cả chốn rừng sâu cũng chỉ vì một khát vọng tìm cho được đến bến bờ tự do. Sau ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975, cũng xin lắng lòng để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Phúc sản và tay sai có đôi điều tình thương cùng đồng bào. Vâng, xin mời ông. Anh đứng đây nông. Kính thưa toàn thể quý vị có mặt đây và đặc biệt trong cái buổi biểu tình ngày hôm nay, chúng tôi thấy có hòa thượng Chân Thành và bên Tin Lành thì có mục sư Minh và ông chủ tịch cộng đồng nhiều quốc gia và một vài vị khác nữa. Thì chúng tôi xin thưa như thế này, hôm nay chúng ta biểu tình có hai mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là về vụ 99 năm của cộng sản bán nước cho tàu cộng mướn, và cái thứ hai là coi như hai tuần lễ trôi qua vì chúng ta lo cái công tác ở trong nước mà chúng ta quên đi việc phép chúng ta vẫn tiếp tục chống. Thì khi đoàn biểu tình đi, khi băng qua đường tới phía Nga Paris, chúng ta dừng lại khoảng 15 phút ở đó và chúng ta hô những khẩu hiệu
chống The Fed cũng như là chiến Nga Paris. Thưa toàn thể đồng hương, qua hình ảnh thời đồng hương đã thấy rồi, chúng ta không thể làm lơ được mà chúng ta ngồi yên. Do đó tôi tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay, mặc dù là ngày thường tuổi trẻ phải đi làm việc, do đó cái thời gian chúng tôi để trễ tới 6 giờ mới bắt đầu. Hy vọng rằng những người đi làm việc về có thể tấp vô cùng chúng ta tham dự cuộc biểu tình. Phải nói cuộc biểu tình của chúng ta ở đây, qua hình ảnh ở trong nước ngày 10 tây thì chúng ta thấy nó có 3 đặc điểm rõ ràng. Đặc điểm thứ nhất là thế hệ trẻ đứng ra biểu tình đông hơn thế hệ già, còn tuổi trẻ không. Cái thứ hai đặc biệt nữa là ở Sài Gòn đông hơn ở Hà Nội và các nơi khác. Nói tóm lại, dân miền Nam đã ngủ yên 43 năm nay, giờ này mới thức tỉnh, thấy mất nước đến nơi mới đứng ra tham gia biểu tình. Và một cái đặc biệt, rất là đặc biệt, là đoàn biểu tình ở nhà thờ bà Đức Bà dùng lá cờ của Hoa Kỳ, mà không có lá cờ đỏ sao các bạn, chỉ cờ của Hoa Kỳ. Điều này nói lên cái gì? Thứ nhất, nói là dân tộc của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta vẫn còn có sự cảm tình mến thương đất nước Hoa Kỳ. Và cái điều mà nhắc nhủ, vì họ không phải là người Mỹ gốc Việt, họ hoàn toàn là người Việt Nam, mà họ mang lá cờ đó để họ nhắn nhủ cho những người như chúng ta mang quốc tịch Mỹ ở hải ngoại này cũng có trách nhiệm đi biểu tình như họ, chứ không phải thờ được. Đó là ba đặc điểm mà chúng tôi nêu lên. Và hôm nay chúng ta chỉ tuần hành xong tới chỗ tiếng Nga Paris, dừng lại hô khẩu hiệu khoảng chừng nửa tiếng là tối đa, rồi chúng ta quay trở về. Và đặc biệt ngày hôm nay có Hòa Thượng Trân Thành, chúng tôi rất cảm ơn Hòa Thượng Trân Thành. Vì sau đây chúng tôi mời Hòa Thượng Trân Thành có vài lời với toàn thể anh em. Xin mời Hòa Thượng Trân Thành. Dạ. A Di Đà Phật. Hôm nay tham gia biểu tình với tất cả cộng đồng người Việt ở đây, hy vọng rằng chắc đã gần một thế kỷ rồi cộng sản là nước như vậy, nước nanh nước của họ giống quá. Bây giờ họ muốn là ra cái nanh nước thì chắc chắn tình trạng này không kéo dài lâu rồi, tôi nghĩ như vậy. Hy vọng rằng tất cả đồng bào trong cũng như ngoài nước phải cố gắng liên tục đứng lên biểu tình để chống lại cái phản nước của tập đoàn cộng sản Việt Nam. Ai gì là không? Cảm ơn Hòa Thượng. Và tiếp theo xin mời Mục sư Lê Minh. Kính thưa tất cả đồng bào có mặt ở tại đây, mặc dù ở trong tuồng nhưng mà tôi thấy cũng rất đông đồng bào đã đến để mà nói lên tinh thần chúng ta là người Việt tha hương, và cũng đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Ở Việt Nam vừa rồi chúng ta đã nghe những người đi biểu tình đã nói rằng không xuống đường là phản quốc. Vì thế mà chúng ta ở tại đây là những người Việt tị nạn cộng sản, nếu mà chúng ta không xuống đường tức là chúng ta phản bội quê hương. Vì thế mà quý vị có mặt ở tại đây cũng nói lên tinh thần để chúng ta cùng ủng hộ đồng bào ở trong nước tiếp tục chiến đấu. Vì đây là một cơ hội để chúng ta nói lên rằng nếu chúng ta không xuống đường thì chúng ta phản quốc, và nếu chúng ta không xuống đường tức là đất nước của chúng ta sẽ không còn tồn tại trên bản đồ thế giới trong tương lai nữa. Vì thế mà tôi mong ước rằng đồng bào hải ngoại, nếu quý vị đi làm về, hãy vì quốc gia dân tộc, vì tiền đồ của tổ quốc, xin mời quý vị cùng đến với chúng tôi và mong muốn rằng ủy ban chống tôn giáo văn hóa vận cộng sản cũng như ủy ban chống cộng sản và ta sai sẽ tiếp tục cùng nắm tay nhau để trong tương lai tiếp tục
tổ chức những cuộc biểu tình và mong ước rằng đồng bào chúng ta hãy thể hiện tinh thần người Việt tị nạn cộng sản để cùng xuống đường để ủng hộ đồng bào của chúng ta trong nước. Cảm ơn tất cả. À, ở đây cũng có mặt ông chủ tịch cộng đồng người Vũ Quốc gia Nam Cali, xin mời. Rất ngắn gọn, thưa 90 triệu đồng bào ở quốc nội, ngày nào Việt cộng còn manh tâm dâng một tấc đất cho ngoại bang, ngày đó chúng ta phải quyết liệt phản đối và phải đứng với nhau để mà bảo vệ, gìn giữ giang sơn gấm vóc của cha ông ta cho con cháu đời đời tiếp nối sau này. Ngày nào đồng hương ở trong nước còn biểu tình Việt cộng, dù cho là một người ở ngoài này, ở hải ngoại, chúng tôi sẽ đồng hành và đồng lòng cùng tất cả quý vị. Và chúng tôi trong thời gian tuần lễ vừa qua theo dõi những tình hình nóng bỏng ở trong nước, chúng tôi rất cảm phục cái sức mạnh và cái ý chí kiên quyết của đồng hương. Quý vị đã không sợ hãi trước súng ống, trước bao nhiêu là rùi cui, mũi nhọn của công an bộ đội. Chúng tôi cảm phục quý vị. Và trước khi hết lời, chúng tôi kêu gọi tất cả các sĩ quan, cảnh sát, công an, bộ đội hãy quay về với đất nước dân tộc, bỏ đi Đảng Cộng sản mà phải quay lại với người dân. Chúng ta là người một nhà, không lẽ quý vị lại cứ đánh đập người con dân nước Việt chỉ vì lợi ích của ngoại bang. À, tiếp theo anh Nguyễn Minh Chí có đây không? Giám đốc Sở Vệ sinh Nguyễn Minh Chí. À, tôi muốn mời một đại diện của giới trẻ. Ngô Thiện Đức. Mời anh Ngô Thiện Đức đại diện cho giới trẻ. Dạ, kính chào quý đồng hương và quý niên trưởng, tôi là Ngô Thiện Đức, thay mặt cho ban liên lạc các hội đồng trẻ rất là vinh dự ngày hôm nay được tham gia cùng với quý đồng hương để mà xuống đường biểu tình để hỗ trợ cho đồng bào quốc nội. Hiện nay ở trong quê nhà chúng ta đang dầu sôi lửa bỏng, máu đã đổ, thì không có lý do gì ở hải ngoại này mà chúng ta không xuống đường để biểu tình để hỗ trợ cho đồng bào ở quốc nội giải thể chế độ cộng sản cũng như là thoát khỏi cái hoạn ngoại xâm. Nếu mà bây giờ chúng ta không làm thì sau này nước Việt Nam trở thành nô lệ của giặc Tàu, thì chúng ta phải có trách nhiệm đối với quê hương đất nước cũng như con em của chúng ta sau này. Vì vậy rất mong quý đồng bào hãy yểm trợ cho các cuộc biểu tình trong những ngày sắp tới để chúng ta cùng đồng lòng đoàn kết để mà giải thể chế độ cộng sản mà thoát khỏi cái hoạn ngoại xâm của giặc phương Bắc. Chúc cho quý đồng hương chân cứng đá mềm để chúng ta yểm trợ cho đồng bào quốc nội thành công, thì lá cờ vàng của chúng ta sớm ngày trở về quê hương đất nước của chúng ta. Và trân trọng kính chào quý vị. Xin trao đổi cho điều xuất phát. Bây giờ đưa sắp xếp. Bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói chuyện xe nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh!
Đạo Việt Phật tán trợ cho cộng sản. Đạo Việt
Down with VC. Mặt trận chính trị của ông Phó Thị trưởng Tây Ninh Diệp, tới giờ phút này chúng tôi chưa nhận được cái thông báo nào là ông đã dứt khoát rời khỏi Diệp Khách hay là vẫn còn, thì ông là cố vấn chính trị của Diệp Khách. Cho nên ngày hôm nay thì chúng tôi gửi một thông điệp cho ông Diệp Nguyên Trường là phải có thái độ dứt khoát, không thể đi hai hàng được. Một là nhận lời của Diệp Khách, hai là trở về hàng ngũ của người bị nạn công sản chúng ta. Đó là một thông điệp xin gửi đến ông Phó Thị trưởng thành phố Nguyễn Trung Tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của Việt Cộng. Đã bảo trung tâm thủy nghe và mệt phê TV là bản trợ của Việt Cộng. Đã bảo trung tâm thủy nghe và Việt phê TV là bản trợ của Việt Cộng. Đã bảo trung tâm thủy nghe và Việt phê tán trợ cho Việt Cộng. Đã bảo trung tâm thủy nghe và Việt phê TV.
Chúng tôi nhắc lại là Chủ nhật cũng 6:30 chúng ta tập trung tại đền thánh này và đi một vòng cũng hai mục tiêu này, và đi một vòng sau đó là chúng ta trở về đây coi những hình ảnh của biểu tình, vì 17 đây là trong nước, là tổng biểu tình, là kêu gọi ở trong nước. Do đó tất cả những người hiện diện ở đây, chúng ta vận động thêm cho bạn bè mình cố gắng đi thật đông để tạo cái sức mạnh đối với người Việt ở hải ngoại này. Một lần nữa cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị trong ngày hôm nay, và cái ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật chúng ta rất nhiều việc, là ngày quân lực và đồng thời cũng là ngày họp báo để công bố các liên danh ra ứng cử chính thức lúc 2:00 ở thư viện Việt Nam. Rồi 4:05 chúng ta phải ra tượng đài làm lễ truy điệu. Rồi ngày chủ nhật từ 11 giờ trưa thờ lễ liên danh ở ngoài tượng đài, và 6:30 chiều là chúng ta biểu tình. Đó là cái chương trình của tuần lễ tới. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể sự có mặt của quý vị ở đây. Cảm ơn. Hát bài trả lại cho dân nha, trả lại cho dân. Hát một bài đi. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nghe được nói, quyền được nhận chân lý tự do, quyền ta bỏ đông tài đâu không. Thank you.